chị hỏi em tên là gì? Em đến từ đâu? Em từ Tuyên Quang. Em có thể kể tình trạng bệnh của em được không? Em bị hen. Tình trạng của nó như thế nào? Biểu hiện bệnh. Biểu hiện khó thở. Em bị bao nhiêu năm rồi? Em bị 6 năm rồi. Em đến đây, em đã chữa trị ở đâu chưa? Chưa. Em đến đây, đấy chỉ là lần thứ mấy rồi? Ừ, đấy là thứ năm. Em thấy tình trạng bệnh tiến triển như thế nào? Khoảng bao nhiêu phần trăm? Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cái chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981-377-470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.